Em xin chào thầy, chào tất cả các anh chị và tất cả các bạn. Trước khi giới thiệu về bản thân mình, em xin tặng thầy, anh chị và tất cả các bạn ca khúc rất quen thuộc với tất cả chúng ta. Có những người luôn hăng say bằng trái tim cháy bỏng, khát khao tạo dựng lên những doanh nghiệp từ đôi tay và bầu nhiệt huyết cống hiến từng ngày, bước chân tự tin tuy khó khăn còn đó. Người luôn tư duy tập trung vào chiến lược, danh nhân là người luôn sống trọn vẹn từng phút giây, truyền nguồn cảm hứng kết nối mọi người, biết luôn tập trung mang những giá trị cho đời. Nào bạn ơi, hãy đến với chúng tôi, làm chủ tư duy, phát huy tính sáng tạo, nuôi dưỡng đam mê, ươm mầm khát vọng. Danh nhân Visioning đón chào. Nào bạn ơi, hãy đến với chúng tôi, làm chủ tư duy, phát huy tính sáng tạo, nuôi dưỡng đam mê, ươm mầm khát vọng. Vươn ươm danh nhân Visioning đón chào, nuôi dưỡng đam mê, ươm mầm khát vọng. Vươn ươm danh nhân Visioning đón chào. Xin chào thầy, chào tất cả các anh chị và tất cả các bạn. Em là Nguyễn Hùng Anh, năm nay 25 tuổi. Hiện em đang làm cán bộ công nhân viên chức nhà nước. Em đã tập tành kinh doanh từ khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Và sau khi làm ở cơ quan nhà nước được 2 năm thì em đang có dự định là sẽ ra kinh doanh riêng. Và cái dự định của em là sản phẩm về âm nhạc, và cụ thể là các cái khóa học dạy nhạc cụ trực tuyến như piano hoặc là guitar. Và em rất mong được học hỏi kinh nghiệm từ thầy, từ các anh chị, tất cả các bạn, để cho cái con đường kinh doanh của em sẽ phát triển và sẽ đạt được những cái mục tiêu mà em đã đặt ra. Em xin cảm ơn mọi người rất nhiều.